xe mình đi bảo dưỡng liên tục nha. Xe của anh này. Ừ. Nhanh. Cho năm này nhanh. Xe mới đăng kiểm lần đầu mà. Mới có được 30 tháng. Đáng lý là nếu mà theo cái chu kỳ mới ấy, mà chuẩn bị mà thủ tướng mà phó thủ tướng vừa ký sắp tới là còn được thêm 6 tháng nữa. 36 tháng, bây giờ mới có 30 tháng thôi. 3 năm. Ừ, 3 năm nhưng mà vừa rồi thì cái cũ thì được có 30 tháng thôi. Xem mới bao nhiêu tiền năm máy.